Bài ca dao con gà cục tác lá chanh và những ý nghĩa. Con gà cục tác lá chanh. Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi. Con chó khóc đứng, khóc ngồi. Mẹ ơi đi chợ mua tôi đồng giềng. Con trâu nằm ngửa nằm nghiêng. Xin chớ mua giềng, mua tỏi cho tôi. Ca dao con gà cục tác lá chanh. Ý nghĩa bài ca dao. Bài ca dao có 5 nhân vật, người bà sắp đi chợ và lũ gà, lợn, chó, trâu. Những gia cầm, gia súc này đã được nhân cách hóa để suy nghĩ, đi đứng, nói năng như con người. Với thái độ rất bình tĩnh, thanh thản, vui vẻ, thậm chí dỗi hờn, lo lắng sợ quên, sợ nhầm, chúng dặn bà mua cho mình một món hàng. Những thứ này rất dễ kiếm, có thể có sẵn trong vườn nhưng cứ là phải trợ cho nó hoành tráng. Có thể nói cục tác là ngôn ngữ của gà, ủn ỉn là ngôn ngữ lợn. Nói khác đi, hãy nghe những âm thanh ấy là người ta lập tức nghĩ ngay đến chúng. Hai con vật còn lại, ở cấp độ tha thiết hơn. Tình cảm của chúng theo tiếng khóc mà dần tăng lên và cũng thật tài tình, tác giả dân gian đã miêu tả tiếng khóc từ xa xưa mà đến nay còn nguyên vẹn tinh khôi, lấp lánh sáng tạo ngôn từ, khóc đứng khóc ngồi, khóc ngả khóc nghiêng. Điều gì làm cho cảm xúc của chúng gây gớm đến như vậy? Xin thưa, điều mà ai cũng đã biết, đấy là những món tùy táng khi chúng lìa cõi tạm. Cứ theo tinh thần của bài ca giao, nếu có những thứ ấy đi kèm thì sẽ là cơ hội cuối cùng dâng hiến cho gia chủ. Không có những thứ ấy thì chúng chết sẽ không nhắm được mắt oan ức và tức tuổi, phí hoài. Cũng giống như những người đã trưởng thành, các con vật gà, lợn, chó, trâu trong bài ca dao cũng có ý thức rất cao về sự sống và cái chết, ý thức cao về quy luật của tạo hóa. Chúng lo lắng hậu sự, không phải cho chúng mà cho những người hưởng thụ chúng, làm sao để có một cái chết hợp lý và tràn đầy tinh thần dâng hiến nhất. Bài ca dao con gà cục tác lá chanh và những ý nghĩa. Một sự thật thú vị về bài đồng dao. Thịt gà cần phải có lá chanh. Đây có lẽ là một chân lý không thể bàn cãi trong nghệ thuật ẩm thực của nước nhà. Chúng ta dễ dàng nhìn thấy món thịt gà đi kèm với lá chanh trông sẽ ngon hơn và đặc biệt nó trở thành một trong những thứ không thể tách rời nhau. Cũng có thể nói màu vàng của thịt gà khi được kết hợp với màu xanh của lá chanh trông sẽ ngon mắt hơn. Thế nhưng có một điều đặc biệt tại sao đó phải là lá chanh mà không phải là một loại lá khác màu xanh. Phải chăng lá chanh có sự thân thuộc và dễ tìm kiếm trong vườn của nhà người Việt Nam chúng ta? Sự thật là lượng tinh dầu có trong lá chanh chủ yếu có chất hóa học dạng vòng từ phenol nên tinh dầu chanh có mùi thơm vô cùng dễ chịu. Một nghiên cứu trên tinh dầu chanh Ấn Độ đăng trên trang website Direct cũng chỉ ra, tinh dầu này có khả năng tăng cường sức đề kháng của cơ thể chống lại các vi khuẩn gây bệnh phổ biến như E. coli, S. aureus và P. aeruginosa. Và không chỉ Việt Nam mới áp dụng công thức tuyệt vời này mà rất nhiều nước như Ấn Độ, Thái Lan hay Hy Lạp cũng sử dụng lá chanh rất nhiều trong món ăn của mình và thịt mỡ cùng dưa hành. Sẽ thật thiếu sót nếu một mâm cỗ Tết thiếu đi một đĩa thịt lợn đi kèm với món dưa hành. Sự kết hợp đặc biệt này đang tuân theo một mâm cỗ Tết đúng nghĩa của người Việt Nam thế nhưng dưới nhiều góc độ như góc nhìn của khoa học thì nó mang đến rất nhiều lợi ích cho sức khỏe. Cụ thể, dưa hành muối chua về cơ bản cũng tương tự các thực phẩm lên men khác có tác dụng trực tiếp tới quá trình tiêu hóa trong đường ruột. Các lợi khuẩn tốt trong dưa hành kích thích dạ dày tiết dịch vị cũng như tạo ra enzyme tiêu hóa tốt hơn. Qua đó, Chúng giúp cơ thể nhanh chóng xử lý các thực phẩm nhiều dầu mỡ, nóng hay khó tiêu được chúng ta nạp vào thường xuyên mỗi dịp Tết đến. Hình ảnh gà được xuất hiện phổ biến trong ca dao. Gà là gia cầm được nuôi phổ biến từ xưa, cung cấp thịt, trứng, lông. Nên ca dao cũng rất thân thuộc với hình ảnh loài vật rất dễ mến này. Đặc biệt về ẩm thực, gà đi liền với một loại gia vị đặc biệt là lá chanh, phải là chanh miền Bắc hay chanh Đà Lạt mới có thể dùng lá được. Vì cây chanh miền Nam lá đắng không thể trộn thịt gà, thịt vịt lá na, thịt gà lá chanh hay là cùi dừa kẹo với bánh đa, cái đĩa thịt gà kẹo với lá chanh. Quen thuộc hơn có câu, con gà cục tác lá chanh, con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi, con chó khóc đứng khóc ngồi, mẹ ơi, đi chợ mua tôi đồng giềng. Nhiều vùng có món đặc sản gà cũng được đưa vào ca dao. Thịt gà nhất vị làng sông. Phao câu ba lá nó trồng tốt tươi. Cái da vàng ửi vàng ươi cái thịt nó sẽ mềm tơi nhũn nhùn. Để có được giống gà tốt, ăn ngon, cho trứng nhiều, người chăn nuôi cần tích lũy kinh nghiệm. Nuôi gà phải chọn giống gà. Gà di bé giống nhưng mà đẻ mau. Gà nâu chân thấp chắc mình. Đẻ nhiều, trứng lớn, con vừa khéo nuôi. Chả nên nuôi giống pha mùi. Đẻ không được mấy, con nuôi vụng về. Ca dao rất giỏi việc liên tưởng những sự vật cụ thể với các tư tưởng, tình cảm trừu tượng, đặc biệt là vấn đề thế thái nhân tình thì hình ảnh con gà cũng được đem ra ví von với nhiều chuyện thứ nhất con gà trống có bộ lông mượt mà sặc sỡ dáng dấp kiêu hãnh được so sánh với bộ vó bên ngoài của con người con gà tốt mã vì lông răng đen vì thuốc rượu nồng vì men